Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với ChuSmart. Và như ở phần đầu của video thì các bạn đã nhìn thấy cái video mình đã làm rồi. Thì thời gian đây đang hot, rất là hot cái video mà tạo hiệu ứng hồn ra rời khỏi xác như vậy. Thì ngày hôm nay mình cũng thực hiện luôn cho các bạn. Và không biết các bạn ăn Tết như thế nào, thì ngày hôm nay mình thấy có rất nhiều bạn đang thắc mắc cái video như vậy. Thì mình sẽ thực hiện luôn. Và để mà thực hiện được cái video như vậy, đầu tiên các bạn sẽ cần có một kết nối mạng hoặc là kết nối 3G nhá. Sau đó thì các bạn có thể là truy cập vào App Store hay là CS Play. Đây, mình sẽ vào App Store này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến một ứng dụng, mà ứng dụng này thì có tên là Ghostland. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là Ghostland AR Fun Video Editor. Đấy, thì các bạn có thể tải về. Có xuất hiện cả trên hệ điều hành Android và iOS các bạn nhé. Thì đây mình đã tải về trước rồi, thì mình sẽ mở lên. Đấy, thì ứng dụng này của Trung Quốc nên là các bạn sẽ vừa vào các bạn sẽ phải cấp một số quyền, ví dụ như truy cập vào thư viện ảnh này, hay là các bạn sẽ phải cho truy cập vào camera đó, thì các bạn nhấn một trong hai này để ok. Đấy. Và ở đây thì mình đang sử dụng là ứng dụng này thì sẽ yêu cầu các bạn một vài cái tính năng sẽ phải là trả phí và một vài cái tính năng là sẽ được free. Thì các bạn sẽ ở đây có rất nhiều lựa chọn đây. Đấy, ví dụ như là ở đây là các bạn sẽ có làm cái khung hình ở đây này. Đấy, tuy nhiên rằng là trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hiệu ứng như vừa rồi. Thì các bạn sẽ nhấn vào phần Ghost này. Đấy, thì nếu mà các bạn mà lựa chọn những cái bên hình dấu sao như vậy ấy, thì các bạn sẽ mất phí. Còn những cái hình mà ví dụ như là như này thì các bạn sẽ được miễn phí. Thì đây mình sẽ đi vào luôn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn nhấn vào đây này. Đó, và ngay lập tức thì nó đã hướng dẫn cho các bạn bằng tiếng Anh rồi. Thì mình cũng sơ ra cho các bạn là các bạn sẽ chọn vào cái, nếu như mà các bạn mà thực hiện cái video này một mình ấy, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần là cái đây, hẹn giờ đây. Đấy, mình sẽ đi vào hướng dẫn cho các bạn luôn. Và nếu như các bạn mà làm một mình thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần hẹn giờ đây. Thì các bạn sẽ có một vài cái sự lựa chọn, ví dụ như là một thời gian là 1 phút này. Đó, hoặc là đến 3-4 phút tùy các bạn, nhưng mà mình để giới hạn là chỉ khoảng 5 giây thôi. Còn nếu như bạn nào mà mình khuyên các bạn là để khoảng 20 giây đến 30 giây để cho các bạn làm sao có thể vừa nằm xuống và như vậy này. Giờ mình sẽ thử cho các bạn một chút nhé. Mình sẽ để 5 giây. Sau đó thì nó sẽ chạy dây này. Đó, thì mình rút ngắn thời gian lại thì để cho nó không bị tốn thời gian của các bạn xem thì mình đã nhấn dừng rồi. Thì còn nếu không các bạn có nhiều thời gian các bạn có thể vừa nằm vừa ngồi như thế nào đấy cũng ok. Thì bây giờ mình sẽ quay một cái cụ thể hơn để cho các bạn nhìn rõ nhé. Ok, mình sẽ để ngón tay của mình lại này. Đó, thì mình sẽ rút ngắn thời gian một chút để cho các bạn không phải xem lâu. Thì đây, các bạn nhìn thấy này. Play lại này. Đó, đây là cái video mà mình chưa chỉnh sửa gì, cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là thô sơ đúng không? Thì tiếp theo đến thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa này. Đầu tiên nhá, các bạn sẽ vào phần là đẩy tốc độ lên cho mình để cho nó khoảng là giảm cái tốc độ của nó xuống khoảng là -2 hoặc -3. Đây là tổng của cái video ấy. Ví dụ như các bạn thấy dài rồi thì không cần phải như thế, còn mình thì thấy video khá là ngắn. Thì đây mình sẽ cho các bạn này, khi mà mình slow lại này, đó. Thì ban đầu tiên ấy, các bạn tất cả các video mà các bạn muốn thực hiện ấy thì các bạn cần phải để cho mình xuống là 0%. Đấy, đây là cái phần blur, mà cái phần chọn blur của cái video này ấy, thì các bạn sẽ để là 0% nhé. Sau đó các bạn sẽ tua đến những cái đoạn nào mà các bạn bắt đầu di chuyển. Đây, mình sẽ để lên là 50%. Đó, sau đó thì các bạn sẽ di chuyển đến phần tiếp theo nữa. Khi mà bạn rời tay ra rồi, rời cái con người ra rồi ấy, chẳng hạn như mình rời tay ra rồi, thì mình sẽ lại để cho nó là xuống 0% để nó xuất hiện lại cái hình thể gốc này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ để gốc này là phân 0%. Đấy, ok, và bây giờ mình sẽ play lại video cho các bạn xem nhé.
Đó, và cái ngón tay của mình thì do là cái ngón tay cho nên là mình sẽ không diễn tả được cụ thể nhất. Thì khi mà các bạn quan trọng là dù như thế nào thì các bạn chỉ cần di chuyển cái phần này làm sao cho đúng. Thì sẽ sau khi đó thì sẽ có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc là gặp phải cái tình trạng như mình lúc ban đầu sử dụng cái ứng dụng này. Đó là khi mà các bạn để cái phần trăm này nó lệch khá là nhiều ấy. Đấy, ví dụ như mình để ở đây mình sẽ thêm một cái phần trăm nữa này. Đó, thì nó sẽ bị thêm rất là nhiều cột đây. Thì làm sao để xóa? Không thể nào ấn back vào đây được. Back vào đây nó sẽ yêu cầu các bạn thực hiện lại toàn bộ video. Thì các bạn sẽ nhấn vào đây này, các bạn sẽ kéo nó đi này. Đó, nó sẽ mất toàn bộ cái mà các bạn để nhầm. Và sau đến đây thì chưa vội các bạn nhé. Đến đây thì chưa hết. Còn ngoài ra các bạn còn thể chỉnh sửa thêm một chút nữa. Đó là tiếng, ví dụ như các bạn hay up lên những ứng dụng, ví dụ như là TikTok này, hay là những cái ứng dụng gì mà các bạn muốn thêm nhạc vào làm sao cho kịch tính ấy, thì các bạn sẽ nhấn phần audio này. Đó, và cái phần audio này các bạn có thể giảm cái phần toàn bộ cái âm thanh của bên ngoài, tạp âm của cái video mà các bạn vừa quay, ví dụ như dính tạp âm chẳng hạn, thì các bạn sẽ tắt toàn bộ đi. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào phần load music from library. Thì ở trong máy của bạn có bài nhạc nào thì nó sẽ ngay lập tức các bạn sẽ có thể chọn nhạc vào đây. Thì đây thì trong máy của mình không có bài nhạc nào cả, cho nên là mình sẽ để nguyên. Sau đó mình nhấn done này, các bạn có rồi thì các bạn nhấn chọn nhạc các thứ nhá. Sau đó chọn nhạc xong rồi thì các bạn vẫn có thể ấn next bình thường này. Và các bạn đợi một chút để cái video của chúng ta sẽ được lưu. Rồi, và đến đây thì các bạn có thể xem lại cái video của mình. Và sau đó thì các bạn cũng có thể chỉnh sửa màu sắc làm sao cho hợp lý. Thì cái màu sắc như này thì các bạn có thể tùy, các bạn có thể tùy chọn. Đấy, đây là một màu sắc mình vừa chỉnh, tuy nhiên là mình thấy khá xấu nên mình sẽ chuyển về bình thường đi, nhưng mà gốc của mình đi. Sau đó thì các bạn có thể lưu vào máy này, hay là các bạn có thể up lên Facebook này, hoặc là còn thậm chí là các bạn có thể là tạo ảnh GIF luôn. Đấy, hoặc là gửi YouTube, Instagram vân vân. Thì các bạn tốt nhất là các bạn nhấn lưu vào máy này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ vào phần thư điện ảnh, nó sẽ ngay lập tức nó sẽ có luôn cho các bạn cái phần video mà các bạn vừa tạo đây. Đó. Thì các bạn có thể muốn up lên bất kỳ một cái trang mạng xã hội nào cũng được. Đấy, và trên đây là toàn bộ những cái gì mà mình muốn hướng dẫn các bạn trong cái video này. Thì mình mong rằng các bạn sẽ thực hiện được cái video yên như vậy. Đấy, có một cái video đặc sắc như vậy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của Chu Smart nhé. Và các bạn nào mà có muốn sửa chữa máy này hay là mua máy thì các bạn có thể đến ngay tất cả các hệ thống của Chu Smart. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chu Smart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.